Chúc mừng năm mới cả nhà nhá. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, bình an, phát tài. Trận đấu năm nay thì Viettel thì công Viettel đã chơi rất là tốt trong hiệp đầu tiên, nhưng mà không có được bàn thắng thì ông có tiếc nuối về điều đấy không trong trận đấu ra mắt của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng? Chắc chắn là tiếc lắm. Các cơ hội một nó lần lượt nó trôi qua, hiệp 2 thì nó có ít cơ hội hơn nhưng mà nó vẫn có, nhưng mà nó cứ lần lượt nó trôi qua thì nó trong cái sự tiếc nuối, bởi vì ngày đầu xuân cá nhân tôi cũng như là tất cả các cầu thủ đều muốn là có một cái chiến thắng để tặng người hâm mộ, những người yêu quý đội bóng. Và là vì người Việt Nam thì luôn luôn là cứ đầu xuôi đuôi lọt. Với mong muốn thế thì anh ấy là khi mà các cơ hội nó cứ trôi qua như vậy thì hiệp 2 các bạn thấy thì nó các cầu thủ cũng bị căng cứng hơn. Thế nên là các cái pha xử lý nó không còn được tốt nữa. Do đó đó là một trong những cái tiếc nuối của cá nhân tôi và chắc hẳn là các cầu thủ cũng như khán giả. Căng cứng một phần nhưng mà có thể thấy là với cái lối chơi mà ông đang áp dụng cho đội bóng thì cái nó đòi hỏi cái thể lực của các cầu thủ phải rất tốt, thì khi mà thời gian đến khoảng phút gần phút 80 thì có thể thấy rõ là Tiến Anh thì xuống thể lực một cách rõ ràng, thì ông đánh giá nào về điều này? Chắc chắn là với cái bóng đá hiện đại thì đương nhiên là nó đòi phải hỏi với cái thể lực, nó phải đảm bảo được yếu tố thể lực. Các cầu thủ cần phải trong quãng thời gian một tháng vừa rồi thì tôi có tập thể lực với các cầu thủ để áp dụng vào lối chơi. Nên do đó là tôi cũng vẫn sẽ yêu cầu các cầu thủ phải chơi bóng đá nhanh hơn, bóng đá áp sát. Đó là bóng đá hiện đại. Các bạn đã xem ASEAN vừa rồi, các đội bóng chơi rất nhanh. Và đó cũng là một trong những cái mà tôi muốn cùng đội bóng sẽ xây dựng trong tương lai. Thế còn các cầu thủ chưa đủ đảm bảo được cả 90 phút thể lực thì chúng tôi có những phương án cho các cầu thủ khác vào sân. Nó có phải là thể lực nó ảnh hưởng đến cái sức tấn công của đội bóng trong hiệp 2 không? Chắc chắn rồi, càng về cuối trận thì thể lực của các cầu thủ càng phải suy giảm. Do đó thì mới có cái sự thay đổi cầu thủ. Thế nhưng mà phải nói rằng là với một đội phá bóng mà Khánh Hòa họ chơi rất kiên cường trong phòng ngự và họ cũng đã tạo ra nhiều những cái khó khăn cho các cầu thủ của chúng tôi khi mà các cái pha dứt điểm nó không thành được cơ hội, bởi vì chính cái việc họ áp sát, họ đèo bám tốt và chúng tôi cũng chưa có được cái sự xuất sắc, cái sự vượt trội về thể lực cũng như là về chuyên môn chưa được vượt trội. Do đó là các cầu thủ còn xử lý có những cái pha bóng nó còn thiếu cái sự chính xác. Nếu mà nói về thể lực suy giảm thì Hoàng Đức có lẽ là một trong những người bị suy giảm thể lực nhiều, bởi vì ngoài cái việc mà tham gia tấn công thì Đức cũng tham gia nhiều vào các pha lùi về để tổ chức phòng ngự và bị tranh chấp nhiều, do đó thể lực của Đức trận đấu này là sẽ suy giảm. Thế và cái màn thể hiện của Đức ngày hôm nay thì cũng chỉ là ở mức trung bình, chưa phải là Đức của cái phiên bản tốt nhất. Và tôi cho rằng là Đức cũng cần phải vượt qua cái áp lực với cá nhân mình. Một câu hỏi cá nhân chút là anh Thắng hôm nay giống như một người con trở về với thể công. Anh đã qua Sài Gòn FC này, Thanh Hóa, Bình Định, thì anh chia sẻ cái cảm xúc của mình trong cái trận đấu mà anh là huấn luyện viên của thể công quay lại với ngôi nhà cũ của Thắng. Câu hỏi này thật ra là dễ nhưng mà là rất là khó. Bởi vì nói về cảm xúc của mình có khi tôi ngồi tôi khóc mất. Nhưng mà đúng là một người con đi xa xứ phải đi làm ở các nơi, thì rõ ràng là cái việc mà khi trở về với câu lạc bộ mà nơi mình đã được đào tạo từ lúc 12 tuổi tận năng khiếu cho đến lúc là nhập ngũ đi bộ đội cho đến lúc mà xuất ngũ phục viên thì một cả một quá trình nó dài, nó phấn đấu. Thế nên một ngày trở về với câu lạc bộ Viettel thì lại có một cái tên lại mới được trả lại tên thể công, thì đó là một cái điều mà cả mình cảm thấy rất hạnh phúc. Thế và mình nghĩ rằng cái trách nhiệm đối với một người con mà đã đi xa, khi mà quay trở về thì mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, và mình cũng cho rằng là mình đang hiện tại mình đang có nhiều năng lượng
hơn là ở một cái thời gian nhất định, một thời gian những cái năm cuối ở Bình Định là mình cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng mà khi mà mình trở về đây thì mình cảm thấy mình có nhiều năng lượng hơn. Có lẽ cũng là gần nhà, có lẽ là nơi trở về với đội bóng thể công nó cũng thêm những cái động lực mới. Xin mời một câu hỏi nữa. Sau cái trận đấu chính thức đầu tiên này thì theo ông thì ngoài vấn đề thể lực ra thì ông cần phải làm gì với đội bóng của mình để có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới, và quan trọng nhất vẫn là những chiến thắng chứ không phải là một thế trận tốt nhưng mà chính xác là kết quả hòa. Tôi nghĩ là với ngày hôm nay rất là nhiều cầu thủ sẽ buồn, và tôi có nhiệm vụ phải động viên họ và cũng sẽ rút kinh nghiệm cùng với họ để đội bóng có được các cái kết quả thắng lợi. Đúng, chúng tôi vẫn luôn nói với các cầu thủ, chúng ta tạo nhiều cơ hội, nhưng mà các cái cơ hội để biến thành cơ hội thành bàn thắng, nó là cả một cái sự nỗ lực, là cả một cái quá trình để mà nó biến thành bàn thắng. Nó đòi hỏi các bạn phải cần chính xác, quyết định nhanh, chính xác. Tôi cần được các cầu thủ những điều đó trong những trận đấu sắp tới. Nên các cầu thủ cần chính xác hơn. Đó là cái điều mà tôi sẽ cùng với đội bóng rút kinh nghiệm và tập luyện để cho họ có được cái sự chính xác ở trong những pha bóng cuối cùng để giành được những cái chiến thắng. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn tất cả các anh chị cùng đây. Hẹn gặp lại anh chị trong ngày 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn mọi người nhá. Chào.